Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Ông Medvedev, nếu một thành viên NATO xâm phạm Crimea, thế chiến 3 sẽ nổ ra. Một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO sắp khai mạc ở Madrid hôm nay 28 tháng 6, phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với liên minh quân sự này. Trả lời báo Argumenti e báo luận chứng và sự kiện của Nga, hôm 27 tháng 6, ông Medvedev, cựu thủ tướng và tổng thống Nga khẳng định bất kỳ sự xâm phạm nào nhằm vào bán đảo Crimea bởi một quốc gia thành viên NATO, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ là lời tuyên chiến với Nga. Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân. Ngày 28 tháng 6, hãng tin Reuters dẫn lời ông Medvedev trả lời báo Argumenti e với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga và điều đó là mãi mãi bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm crimea đều là lời tuyên chiến chống lại đất nước chúng tôi nếu việc này xâm phạm crimea do một quốc gia thành viên nato thực hiện điều này có nghĩa xung đột sẽ xảy ra với toàn bộ liên minh bắc đại tây dương là chiến tranh thế giới thứ ba một thảm họa hoàn toàn ông medvedev nói thêm ông medvedev hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh nga cho biết nếu phần lan và thụy điển gia nhập nato nga sẽ củng cố biên giới của mình và sẵn sàng cho các bước trả đũa Điều đó có thể bao gồm khả năng Nga lắp tên lửa siêu thanh Iskander ở ngưỡng cửa của họ. Báo Argumenti Effecti đặt câu hỏi. Ukraine hay Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, cái nào nguy hiểm hơn cho Nga? Ông Medvedev nói, câu trả lời là hiển nhiên. Ukraine gia nhập NATO về thứ tự thì nguy hiểm hơn với đất nước chúng ta, cũng trong ngày 27 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ để phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Theo hãng tin AFP, ông Stoltenberg cho biết NATO sẽ tăng cường các lực lượng sẵn sàng chiến đấu lên hơn 300.000 quân, đồng thời tăng cường một số nhóm tác chiến của NATO dọc theo sườn phía đông lên cấp lữ đoàn ngoài ra nato sẽ điều động thêm nhiều vũ khí hạng nặng bao gồm các hệ thống phòng không để bảo vệ các quốc gia thành viên của nato ở sườn phía đông của liên minh quân sự này đây là đợt đại tu lớn nhất về năng lực phòng thủ và răn đe tập thể của chúng tôi kể từ chiến tranh lạnh ông stoltenberg nêu cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo